Vâng, tạm thời trong buổi sáng ngày hôm nay bên em đi tạm thời hai bộ. Một bộ là W938 và một bộ G6000. W938 này về đâu đây? Về Hưng Yên à? Hưng Yên, ok. Thế G6000 này cũng về Hưng Yên mà. Đây, cùng đi Hưng Yên luôn à? Tạm thời hai bộ. Chiều nay lại đi một số bộ nữa. Thì bên em sẽ có video quay sau. Đây là hai bộ G6000 và W938. Và ghép 938 này ghép đẩy X22 Pro này. Còn G6000 này là ghép với đẩy GSX600 Pro vang cam M360. Đó, thì bên em tranh thủ buổi sáng test và đóng gọn và chuẩn bị lên đường lắp đặt. Và các bác và anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh karaoke gia đình, phân khúc là bình dân đến cao cấp, bên JK Âm Thanh Số hiện tại đang cung cấp đầy đủ các mặt hàng cũng như các bộ dàn và nhiều sự chọn lựa, nhiều kiểu dáng. Hiện nay thì đang rất là nhiều các cái kiểu dáng đẹp. Thì cuối năm rồi thì hãng cho ra những cái mẫu rất là đẹp và bắt mắt. Trong đó có cặp G6000 này, C15 này, Pro này, VK938 này, VA12 Pro này, B12 này. Và những cái mẫu loa phân khúc bình dân như VK921, G4000 thì cũng được cho ra mắt rất là nhiều các mẫu đẹp. Anh em đang tranh thủ đóng cẩn thận trước khi đi lên đường lắp đặt. Mr. Thọ thì ngày nào cũng hành trình ở trên đường rồi. Thỉnh thoảng Mr. Trung lên đường, Mr. Dũng. Mr. Trung thì chủ đạo là ở công ty. Còn đâu là khi mà hết anh em thì Mr. Trung với Mr. Duy mới phải lên đường ạ. Tất cả những sản phẩm bên em đều test rất là kỹ. Thì G6000 đây là dòng phân khúc loa cây bát 30, 2 bát kép 30, công suất rất là mạnh, có thể lên đến 1000W và những không gian lớn từ 20 đến 70m2. Còn với những bộ dàn karaoke mà các bác nào mà thích nghe tiếng bass sâu thì có thể thêm trầm. Còn đâu mà các bác và anh em có điều kiện thì thêm trầm, nhưng mà không có điều kiện cũng có thể là lấy nguyên đôi loa cũng có thể chơi rất là tốt. Trên mặt 8 thì là test rồi đây, đã đóng màng co, chuẩn bị lại đóng hộp đây. Bát 40, G6000 bát 30. Rất là cảm ơn các bác và anh em nhé. Thì bây giờ tí nữa là bên em sẽ cho lên xe và đi lắp đặt bàn giao. Đó, bây giờ là anh em di chuyển ra xe, lên đường lắp hai bộ cùng một lúc. Đó, cặp G6000. Đây, cặp G6000 đấy ạ. Di chuyển ra xe để Mr. Thọ lên đường về Hưng Yên lắp đặt. Ok, đấy các bác thấy không ạ, địa chỉ rất quen thuộc các bác nhé. Các bác yên tâm, đến với cam đánh số được là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Đó, cặp G6000, dòng loa cây bát 30 bên em giới thiệu rất là kỹ rồi. Rất nhiều các bác và anh em thời gian này mua cặp G6000 vì nó rất là hoành tráng, rất hoành tráng. Ở bên em luôn, nói chung là đầu xe chạy liên tục, đi lắp xong rồi lại về lại lên đường luôn. Đó, thì đó là những ngày cuối năm này JK Âm Thanh Số đang rất là bận rộn. Cặp G6000 đẩy GSX600 Pro vang cam M360. Các anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé, để bên em hỗ trợ tư vấn, rồi có những dịch vụ lắp đặt tại nhà hoặc là ship bưu điện. Đó, cặp 938 đấy ạ. Đó, cặp loa thùng bát 40 938 từ gấu. Vâng, em cho đi luôn. Vâng ạ. Cảnh sát khu vực sang nhắn nhủ không được đỗ về hè. Ok, đấy thì em bên em tranh thủ cho lên xe nhanh chóng rồi di chuyển. Ok. Đơn rơi kìa thôi. Đấy, rồi còn xúc motor nữa. Đó thì là hai bộ. Hai bộ bên em về Hưng Yên các bác nhé. Hai bác Hưng Yên em cũng chưa kịp đọc tên thôi ạ. Đấy thì hai bác ở Hưng Yên sáng trong sáng nay thì có thể nhận được hàng nhé, bên em lắp đặt tại nhà đấy ạ, xúc motor nữa. Ok, rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng ủng hộ nhá.
Đấy. Sub Monster Mr. G đang bồng bênh đấy ạ. Ok, rất là cảm ơn các bác và anh em. Chúc các bác và anh em trong một buổi sáng thật là may mắn và hạnh phúc ạ.